chưa thua rồi. Còn đánh được hên á, cái quả chặn lính đó hơi bị mạo hiểm á. Còn đánh được. Ây da, AD đam chính chưa có ra. Người đầu tiên rồi. Này, trả giá nha. Trời ơi, tôi cứu thua luôn á mấy bạn ơi. Trời hay quá yêu ơi. Vẫn chưa già, miếu của mọi người vẫn chưa già. Sang cái đâu em tắt cam đi anh. Trời ơi là trời. Để trước khi tắt ở nữa cái cái. Hello Minh Hoàng, hello Hoài Trương nha. 6 x 7 bằng bao nhiêu vậy anh? 6 x 7 Ủa khoan đã. Thì 6 x 5 bằng 30. Đúng không? 36, 67, 42. Hello Ngọc Nguyễn, đừng có hỏi toán nữa, tôi mệt ông quá. Trời ơi thiệt luôn á. Không có mang giáp cốt hả ta? Ông John nó có mang giáp cốt mình trade đam được. Mấy bạn muốn biết John nó mang gì mấy bạn bấm vô nó nè. Rồi sau đó coi cái phần bên trái đó là sẽ có cái phụ trợ đó mọi người. Mang giáp phép thuật mình cũng nhìn được. Mang giáp cốt mình cũng nhìn được, rồi đánh cẩn thận. Cái chất tướng của con John là chất tướng tay ngắn. Mấy bạn đừng lên cao quá, giữ cái thế lính ở khoảng cái tầm thấp dưới này nè. Bây giờ lên cấp 2 rồi đúng không? Trời ơi, lên 2 hơi trễ quả đó ha. Thôi kệ, không sao. Cái ông nóc tool lấy cho mình một cái lát của con John rồi. Mình giữ lính trong khoảng này luôn, thì ông sẽ không có thể nào ông lên lên lính trên đây cao để ông farm được. Bây giờ ông đang bị áp lực bởi lát nè. Càng lên cao thì ông sẽ càng chết, hiểu không? Cho nên ông sẽ đánh ở trong cái khoảng thấp đó. Mình bước lên cao hơn cái đợt lính để mình ép cho ông không thể nhú cái đầu lên trên đây cao nhất để có thể ăn kinh nghiệm. Hiểu không? Rồi xong sau đó mình đợi một xíu rừng mình chuẩn bị ra cái khoảng này chia hai người sẽ ăn. Đứng cao cao lên, đừng có cho ổng có thể hết được kinh nghiệm từ cái khoảng đó. Đứng dày luôn, chặn luôn để cho ổng không thể nào tham gia trong cái đợt lính này. Làm cho rừng của ổng sẽ bị áp lực ở cái khoảng nếu như mà rừng nó đi ăn con cua dưới hoặc là con cua trên thì nó sẽ không ra được. Mà người ra đầu tiên để hỗ trợ cho rừng mình là tôi. Rồi đó, đó là bao nhiêu kinh nghiệm mà tôi tích lũy được từ trước giờ chơi cho mọi người chia sẻ rồi đó. Đó, bây giờ ổng bị kẹt rồi nè. Có phải giờ gần ổng bị gặp áp lực không? Ổng bị kẹt lính ở kia rồi, mình trời ơi là trời, tôi binh đường trên luôn á. Thôi kệ đi, không sao. Dầu gì rừng của ổng cũng không có ra đây để combat được đâu. Hồi nãy Hiếu nói ngay từ đầu rồi mà. Như nãy tôi nhìn nhận trận đấu cho mọi người sao? Ông rừng, ông binh, ông miếp bên đó không thể nào di chuyển ra được nếu như rừng của nó đang tranh chấp một con cua trên hoặc con cua dưới. Hợp lý không? Đó gọi là thế trận nha mọi người. Mình phải giữ từ trước đó kìa, mình mới kẹp được. Mất gần 30 giây để làm điều đó đó. Một cái đợt lính to đùng. Già thiệt, cái quả vậy mà quy vô lính. Không kể sao. Mà già thiệt đó nha, công nhận già thiệt. Lâu quá không trai hát. Hồi xưa là quả đó là tôi eo quy vô dính ổng rồi. Mà bây giờ tôi làm không được, chậm tay quá. Hello Vương, ông có bị BD không không? Không, ông nói ông nghĩ sao ông ta mạnh mẽ vậy? Kêu ta BD. Trời ơi là trời, quỷ yêu. Đừng có đẩy lính nữa nha. Đẩy lính như vậy đi là thấy trời ơi. Không lát. Trời ơi là trời, cứ từ từ thôi, có gì đâu mà vô vội vậy. Còn lát đâu nè. Không hiểu. John không có lát nhưng mà John có rờ. Nhưng mà yên tâm tôi đi, John cũng chết quá này. Để John bước lên cao biến về cậu bé. Ông rờ, ông chưa rờ nữa, ông giữ rờ luôn rồi, tốt á. Ông rờ ra quả đó Hiếu mới giết được mà ông không xài rờ. Hello Nguyễn Thanh Phương nha, ném map ra coi anh Hiếu. Ừ. Hồi nãy tôi che map lúc đầu cho rừng tôi dễ đánh. À không, anh mới thua một trận á, anh quên cập nhật điểm á chứ không phải là 87 điểm đâu nha em.
Tào lao vậy luôn hả trời. Hello Hoàng Trí, đâu em chửi với em đi anh Hiếu ơi. Hello Nguyễn Võ Hoàng An, cũng ôm lòi yêu nghẹt cái đầu trọc lóc. Sao coi livestream mà muốn hello vui vẻ bình thường như người ta không chịu vậy em. Phải chửi em mới chịu được. Mệt mỏi thì cảm ơn em. Sen có R không? Không có mà Sen có tele. Con Yumi hên á, hồi nãy Hiếu đạp quả đó diện rộng mà Yumi không có chết. Tại hết lát, tôi có lát quả đó là tôi đạp ngay chỗ đó là chết ba người luôn. 130 CS. Phút này farm được vậy cũng đỡ, cũng ổn. Bình thường tôi đánh LB cho farm ít lắm, tại do tôi toàn dành thời gian tập trung ra để đi giết người không à. Ủa không rờ luôn hả ta? Rồi hỏng rồi. Sao sống đây ta? Suy nghĩ. Hay lắm Hiếu, phải suy nghĩ. Chết. Đủ đam đúng không? Đủ đam đúng không Hiếu? Nói với tôi hãy đủ đam đi Hiếu. Nai sư. Thôi kệ không sao. Mình chết trước cái đó mình sẽ được 4 quyển sách. Cái hỗ trợ này, cái hỗ trợ kia được 6 quyển sách. Yumi có hỗ trợ 8 quyển sách. Con mid top đó tôi cũng có hỗ trợ luôn, tôi được 10 quyển sách. Không sao, cái mạng này chết vẫn có giá trị. Ủa, không có hỗ trợ top nữa. Ok. Phải ngồi cái tướng trang hát lên chơi mới đúng. Đợi cái bóng vô trước, cái bóng nó tăng chưa? Cái bóng tôi tăng được 2 cái, nghệ thuật dắt bóng. Bà chúa bóng mà mọi người, chúa bóng mà. The magic card. Hello Minh Huy xỉu ngang đi anh. Trời ơi, tao trai hát nó cũng không tha cho tao nữa. Ai cho nó về nhà nó hồi máu. Trời ơi nó về sớm quá, Hiếu tính chặn đường đó. Hiếu táp nó luôn. Ê lộn, táp nó luôn. Táp nó lộn làm như chó vậy đó. Nấp 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 lại. Đợi xíu lại xíu. Trời ơi nó hên á, tôi chói dính là nó xong đời nó rồi. Có tàu quýt nữa kìa, đâu có giỡn được. Chạy thôi. Đây đây đây, quả này mới đỉnh nè. À da, có giọt nữa kìa. Sao rình tôi hoài vậy trời? À lộn, tôi rình người ta chứ lộn. Mình rình người ta mà mình nói người ta rình mình. Chết, nai sư. Biết tôi ở đâu đâu tìm. Né luôn cái R nữa. Né thêm cái xe chỉ luồng kim của nó liền. Sao giết anh Hiếu nữa? Sao giết anh Hiếu nữa, né hết tất cả mọi kỹ năng. Quỳ nó cái coi. Bây giờ nãy tôi chạy rồi. Bây giờ nãy tôi chạy rồi. Tôi vô chi không hiểu. Máu á. Nhanh và gọn. Sao bắt tôi được? Ông Hoàng nhảy múa mà. Bà chúa của thơ nôm. Ủa cái quái gì vậy? Ủa cái gì diễn ra với con Gwen vậy mọi người? Cái gì diễn ra với con Gwen vậy mọi người ơi? Trời không đủ đam giết nó luôn rồi. Trời hỏng rồi. 12 seconds later. Thua ha. Trời
Trời sao tôi giống, tôi thấy cái trận này giống cái trận ngày hôm qua quá mọi người ơi. Trời ơi, tôi đam hết vô con tàu quýt luôn rồi đó, vậy mà nó không chết. Hết đam vô nó luôn mà nó không chết được. Quá xui. Giật tím đâu. Trời ơi, 19-3 mà thua hả trời. Nó hết kỳ gai rồi, tụi quýt hết kỳ gai rồi. Không chết kiệt sức nữa chứ. Cái gì mà spell tè le vậy trời. Ai da. Ai da, thua thiệt á mấy bà nội. Trời ơi, thua thiệt á. Chưa thua rồi. Còn đánh được hên á, cái quả chặn lính đó hơi bị mạo hiểm á. Còn đánh được. Ai da, AD đam chính chưa có ra. Người đầu tiên rồi. Này, trả giá nha. Trời ơi, tôi cứu thua luôn á mấy bạn ơi. Trời hay quá yêu ơi. Vẫn chưa già, miếu của mọi người vẫn chưa già. Thăm một mình con John chắc win không nổi đâu. Nó đánh đâu kịp đâu. Lo gì, bên đây win trước rồi. Trận này thua tôi nghỉ game luôn. Đây. Trời ơi, khó vãi luôn á. Trời ơi là trời. Mờ điểm. Hên. Trời ơi, mém xíu nữa là trận này đổ xong đổ bể hết rồi.